Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra ngày hội hiến máu lớn nhất trong năm với chủ đề Sắc đỏ biên cương tỉnh Lào Cai lần thứ 5 năm 2023. Ngày hội năm nay, ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 1.600 tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh tự nguyện đăng ký tham gia ngày hội hiến máu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã vận động tiếp nhận 2.822 đơn vị máu, trong đó tại chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và ngày hội Xuân Hồng năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 3 đợt tiếp nhận máu, huy động 2.500 người tham gia đăng ký hiến máu và tiếp nhận 1.725 đơn vị máu, vận động được gần 300 đơn vị máu đột xuất, phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Từ đầu năm đến nay, thanh niên thành phố Lào Cai đã triển khai 7 công trình, 20 phần việc, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Tuổi trẻ thành phố cũng tích cực hưởng ứng các chương trình như Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Xuân biên giới, Tết biển đảo với tổng giá trị gần 200 triệu đồng, xây dựng một nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng, tặng 5.000 cây giống cho 4 hộ phát triển kinh tế, tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích cũng được các cấp bộ đoàn trên địa bàn triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức các cuộc thi gắn với vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, chào cờ Tổ quốc, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng năm cánh và hát quốc ca, mỗi người chúng ta đều cảm nhận về sự thiêng liêng và niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam ở Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, nằm giữa muôn trùng khơi, thì sự thiêng liêng và lòng tự hào đó càng được nhân lên gấp bội. Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa lớn, tất cả các thành viên trong đoàn công tác số 14 cùng quân và dân trên đảo Trường Sa đồng thanh hát vang quốc ca dưới quốc kỳ Tổ quốc. Được đứng dưới lá cờ Tổ quốc ở giữa cái vùng biển thiêng thực sự là một niềm vinh dự đối với tôi, và tôi cũng cảm thấy Tổ quốc của chúng ta vô cùng tươi đẹp. Tôi nghĩ tất cả mọi người Việt Nam khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc ở vùng đảo này đều có một cái ý thức và niềm tự hào tự tôn dân tộc rất là lớn lao. Mình rất là xúc động, rất là thiêng liêng và rất là trân trọng. Tôi càng thấy có cái trách nhiệm mà cùng với mọi người phải gắn bó và có cái tình cảm nhiều hơn với cán bộ chiến sĩ trên đảo trong thời gian tới. Ngay sau lễ chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân dõng dạc vang lên, át đi tiếng sóng gió, như tinh thần can trường, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào, cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội. Xuất khai. Xuất lên. Đoàn công tác số 14 với hơn 200 thành viên đến từ các cơ quan của Trung ương và địa phương mang tình cảm của đất liền đến với Trường Sa thân yêu. Những ngày ra đảo, chứng kiến nhịp sống sôi động ở nơi đây, càng thấy rõ ý chí rất lạc quan, tự tin, mạnh mẽ của quân và dân trên các đảo trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả sẽ chung một cái cảm xúc chung, đó là cái sự dâng trào tình yêu thiêng liêng đất nước, về sự cảm phục, quý mến, quý trọng quân và dân Trường Sa, trách nhiệm lớn lao hơn đối với biển đảo. Và chúng tôi thấy rằng Trường Sa, biển đảo không phải là của Trường Sa mà của cả 100 triệu dân Việt Nam, tất cả đều hướng về biển đảo thân yêu. 48 năm sau ngày giải phóng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây luôn vững vàng bám biển, bám đảo, quyết tâm xây dựng Trường Sa ngày càng mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân của cả nước. Trước đây, huyện Bảo Yên có hàng trăm hecta cây dâu. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc tiêu thụ kén tằm gặp nhiều khó khăn, nên nhiều hộ dân thu hẹp diện tích trồng dâu.
Hiện toàn huyện chỉ còn trên 16 hectare dâu, tập trung chủ yếu ở các xã Kim Sơn, Nghĩa Đô, Cam Cọn, Việt Tiến và Bảo Hà. Từ cuối năm 2022 đến nay, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, đầu ra cho sản phẩm kén tằm đang dần phục hồi. Hiện giá thu mua kén tằm đang ở mức 110-190.000 đồng 1 kg. Với mục tiêu có khoảng 300 hectare dâu và xây dựng một nhà máy ươm tơ, địa phương đang tích cực vận động, khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích đối với một trong những cây trồng chủ lực này. Thưa quý vị và các bạn, tròn 10 năm thành lập, câu lạc bộ các nhà báo hưu trí Lào Cai đã và đang làm mái nhà chung để các nhà báo người hưu trên địa bàn duy trì mối liên hệ, nhất là giữ lửa tình yêu, niềm tự hào và đam mê sáng tạo tác phẩm. Chiếc điện thoại thông minh cùng cuốn sổ ghi chép này luôn được nhà báo Phạm Ngọc Triển mang theo bên mình. Dù đã về hưu 10 năm, nhưng bằng thói quen nghề nghiệp, các thông tin sự kiện vẫn được ông chụp lại và ghi chép cẩn thận vào sổ. Sau đó, tác phẩm báo chí được hoàn thiện, gửi cộng tác cho báo Lào Cai cùng một số tờ báo trung ương. Tôi luôn luôn nhớ, phải nhớ thật sự đấy. Quá trình làm báo là học theo tư tưởng Bác Hồ. Cách làm báo của Bác Hồ là viết cho ai đọc, ai xem, ngày trước Bác gọi viết cho ai xem. Viết cái gì và viết ngắn gọn, dùng câu từ phổ thông để cho nhiều người biết, nhiều người cùng đọc. Tôi nghĩ đó là kim chỉ nam của những người làm báo, trong đó có tôi. Cũng như nhà báo Phạm Ngọc Triển, nhiều nhà báo hưu trí khác vẫn giữ trọn tình yêu với nghề viết và câu lạc bộ chính là ngôi nhà chung để họ cùng nhau chia sẻ thông tin hoặc những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Chúng tôi đã được chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi nhớ và niềm chia buồn và thăm hỏi lẫn nhau khi ốm đau và thăm hỏi, chia buồn với nhau những cái lúc mà khó khăn hoạn nạn. Và đặc biệt ý, là câu lạc bộ, chúng tôi và câu lạc bộ này là luôn luôn nhắc nhở nhau là luôn luôn giữ phẩm chất đạo đức của người làm báo. Tôi nghĩ có sức khỏe mà mình viết được một cái tin, một cái bài, tôi nghĩ nó góp cho cái cuộc sống xã hội, nó có những cái điều nó cũng tốt lên. Tôi nghĩ đấy là cũng là cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình khi mình làm báo. Sau 10 năm thành lập, câu lạc bộ các nhà báo hưu trí Lào Cai đã thu hút 31 hội viên tham gia, nguyên là lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên từng gắn bó công tác ở các cơ quan báo chí lớn của tỉnh như báo Lào Cai, đài phát thanh truyền hình, hội văn học nghệ thuật. Sự kiện 10 năm thành lập là dịp để các nhà báo hưu trí cùng ôn lại chặng đường làm báo, đồng thời tiếp tục có những đóng góp tích cực vì sự phát triển của báo chí trong tỉnh. Xin chúc cho tất cả những nhà báo chuyên và không chuyên, kể cả những nhà báo mà đã về nghỉ hưu, luôn luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều trang viết tốt nhất phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Dù tuổi đã cao nhưng các nhà báo hưu trí vẫn bám sát hơi thở cuộc sống, sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng cao, góp phần cùng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh quảng bá mảnh đất con người Lào Cai tới bạn bè du khách gần xa. Công an huyện Bảo Thắng vừa ngăn chặn thành công vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 15 tháng 6, công an huyện Bảo Thắng phát hiện một nhóm thanh niên đi khoảng 10 xe gắn máy, không gương chiếu hậu, nẹt pô, kẹp 3, 4, không đội mũ bảo hiểm. Các đối tượng cầm theo nhiều vật dụng như dao, kiếm, gậy, tuyếp sắt di chuyển từ xã Sơn Hà đến xã Xuân Giao. Công an huyện đã triển khai lực lượng phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xác minh. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an đã tiến hành áp sát, bắt giữ được 22 đối tượng, thu nhiều hung khí nguy hiểm và 7 xe mô tô. Tại cơ quan công an, đối tượng La Thành Long, sinh năm 2006, thường trú tại thôn Củ Hà, Xuân Giao khai, do mâu thuẫn trên mạng xã hội với thanh niên tên Nguyễn Văn Huy, sinh năm 2007, thôn Giao Ngay, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, Long đã gọi điện cho nhiều thanh niên khác tụ tập, hẹn nhóm của Huy để đánh nhau. Khi đang di chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn. Vụ việc đang được công an huyện Bảo Thắng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Chuyển sang phần tin trong nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định số 715 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B,
bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống và đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ. Với thông điệp Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc, triển lãm ảnh thời sự Tuổi trẻ với Trường Sa do Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Triển lãm gồm 93 tác phẩm của 5 tác giả trong chuyến công tác tại Trường Sa cùng đoàn công tác số 17 năm 2023 của Quân chủng Hải quân. Các tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa, Tuổi trẻ Việt Nam luôn hướng về biển đảo quê hương, đồng thời khắc họa những cảnh đẹp của quần đảo Trường Sa hôm nay với sự góp sức xây dựng của quân dân trên đảo và sự hỗ trợ hết lòng của nhân dân cả nước. Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.002,7 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 460,8 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước đạt 667,77 tỷ đồng. Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng đã thu hút 302 doanh nghiệp mới, nâng tổng số 694 doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2022. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy sản đông lạnh, tôm, cua, cá sống và các mặt hàng khô. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hàng tạp, hàng vải. Tại công viên Biển Đông, khoảng 1.500 huấn luyện viên và hội viên đến từ 50 trung tâm câu lạc bộ yoga tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế đã cùng trình diễn những chuỗi động tác yoga đẹp mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Chương trình Đồng diễn Yoga Đà Nẵng 2023 cũng là sự kiện đối ngoại nhân dân kỷ niệm 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6 của Liên Hợp Quốc. Những màn trình diễn yoga đẹp mắt bên bờ biển Đà Nẵng cũng góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố đáng đến và đáng sống dành cho tất cả mọi người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Blinken tại thủ đô Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ góp phần ổn định hóa mối quan hệ song phương. Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Blinken diễn ra chỉ trong vòng hơn nửa giờ tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình khẳng định hai bên đã đạt được tiến triển và nhất trí về một số vấn đề nhất định nhưng không nêu cụ thể. Ông bày tỏ hy vọng Ngoại trưởng Blinken qua chuyến thăm Trung Quốc lần này có thể đóng góp tích cực vào quá trình ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung. Sau một năm thực hiện chương trình khuyến khích nhập khẩu hàng hóa để giảm giá hàng tiêu dùng, lượng hàng hóa nhập khẩu vào Israel đã tăng mạnh tới 90%, giúp giảm giá bán của hàng nghìn mặt hàng, đồng thời kéo lạm phát giảm xuống mức thấp trong nhiều tháng. Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết, chương trình được phát động vào đầu tháng 6 năm ngoái với giai đoạn 1 tập trung vào cải cách thủ tục nhập khẩu, đặc biệt là tiêu chuẩn hàng hóa. Mục tiêu là nhằm cắt giảm đáng kể quy trình kiểm tra chất lượng đối với hàng nghìn sản phẩm, giảm chi phí kiểm định, kho bãi, thúc đẩy cạnh tranh giữa doanh nghiệp nhập khẩu với mục đích cuối cùng là giảm giá sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Quốc hội Australia đã thông qua dự luật mở đường cho việc tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về quyền của người thổ dân bản địa. Theo đó, cử tri nước này sẽ quyết định liệu cộng đồng này có tiếng nói trong quá trình hoạch định chính sách của đất nước hay không. Thượng viện Australia đã thông qua dự luật nói trên với 52 phiếu thuận và 19 phiếu chống. Dự kiến, Thủ tướng nước này sẽ ấn định thời gian để tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề gây tranh cãi gay gắt này. Chính phủ Australia muốn sửa đổi hiến pháp để trao quyền cho người thổ dân, vốn lâu nay chịu thiệt thòi về nhiều khía cạnh trong xã hội. Để sửa đổi hiến pháp, chính phủ phải có đa số kép trong cuộc trưng cầu, tức là phải có hơn 50% cử tri cả nước và đa số cử tri ở ít nhất 4 trong số 6 bang ủng hộ sửa đổi. Chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua, đã có gần 100 người tử vong do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại miền Bắc Ấn Độ.
Tại một số nơi, bệnh viện địa phương đang phải hoạt động hết công suất. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiệt độ tối đa đo được tại nhiều nơi vượt ngưỡng 42 độ C trong hai ngày 16 và ngày 17 tháng 6, cao hơn gần 5 độ C so với mức thông thường vào thời điểm này trong năm. Các triệu chứng chủ yếu là sốt, khó thở và các vấn đề liên quan đến sốc nhiệt. Bệnh viện địa phương đã phải tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao. Theo dự báo, nắng nóng cao điểm sẽ còn tiếp tục trong 3-4 ngày tới tại nhiều bang ở Ấn Độ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.